Welcome Muff. Anh chị ơi, hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu một sản phẩm tên là Snap Plus Stand, chiếc đĩa dựng thông minh và cực kỳ là ứng dụng cao dành cho những chiếc iPad từ 7.9 đến 12.9 inch, và tên gọi Snap Plus Stand lơ lửng, kỳ diệu và thao tác chỉ trong một snap. Bây giờ thì mình sẽ cùng trải nghiệm nha. Điểm ưu tiên của sản phẩm này đó chính là chúng ta có thể được dựng nhiều góc độ và chúng ta cũng có thể xoay được nhiều góc độ luôn, rất là kỳ diệu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp xem bên trong có gì nha. Khi ở bên trong thì các anh chị mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một tấm từ tính ghi là Design by Moth. Đây là một tấm da và có từ tính nha các anh chị. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một tấm đế dựng giống như vậy. Chiếc đế dựng này thì chúng ta sẽ sử dụng 3 chất liệu chính. Đầu tiên là các anh chị có thể thấy là chất liệu da, giúp chúng ta có thể rất là êm ái nè và hạn chế được những cái vết trầy xước. Bên cạnh đó thì đây là hộp kim nhôm cực kỳ là cao cấp và cứng cáp, giúp cho chúng ta có một cái chiếc đế dựng mà chúng ta đây chịu lực rất là tốt. Và cuối cùng là chất liệu nhựa cao cấp plastic. Vậy làm sao để gắn được chiếc stand này vào cái iPad của mình? Đầu tiên là các anh chị sử dụng cái tấm từ tính này, Design by Moth. Phía sau chúng ta sẽ có một lót keo. Chúng ta sẽ gỡ tấm keo này ra rất là dễ dàng. Mặt sau của iPad chúng ta gắn chiếc iPad này. Đây, chúng ta lựa vị trí trung tâm. Thao tác rất là dễ đúng không ạ? Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ là snap. Rất là chắc luôn nha các anh chị. Đây, và điều đặc biệt là chúng ta có thể dễ dàng nè, mình có thể gỡ ra gắn vô tùy vị trí mà mình muốn gắn. Đây, góc dọc, góc ngang, chỉnh được. Đây là thiết kế flow stand lơ lửng, là các anh chị thấy không, có khoảng cách giữa cái đế với lại cái iPad nè. Đó, mình sẽ là lơ lửng và mình chỉnh được nhiều góc độ nè, lên xuống. Và cái thun nhôm này làm rất là chắc nha các anh chị. Đây, giữ cái iPad của mình rất là chắc. Và các anh chị có thể chỉnh được nhiều góc nè, góc xéo cũng được, góc nào cũng được, miễn là mình thích là được. Rất là phù hợp. Là một thiết kế flow stand giống như vậy, chúng ta có một cái đế dựng lơ lửng có thể chỉnh được nhiều góc độ khác nhau. Thì chiếc đế dựng này còn đặc biệt hơn nữa, các anh chị có thể dễ dàng gấp lại khi di chuyển, rất là gọn. Và đặc biệt là chúng ta có thể dựng được góc ngang bằng cách là đây, đẩy cái khung sâu giống như vậy, là mình có thể để có một chiếc iPad nằm ở landscape, nằm ngang. Và chúng ta cũng có thể thỏa thích là điều chỉnh được góc độ. Và điều đặc biệt là các anh chị sẽ thấy không, nó rất là cứng, và những cái tư thế này từng góc như vậy rất là chắc luôn, chúng ta không có sợ bị rớt cái iPad nè. Và một tư thế nữa, đây chúng ta sẽ dựng được ở tư thế portrait, nằm dọc luôn. Quá là nhiều kiểu dáng, quá là nhiều tư thế, quá là nhiều góc độ chúng ta có thể sử dụng với chiếc stand này. Nên thiết kế của Moth lúc nào cũng thông minh và tiện dụng đúng không ạ? Các anh chị cần sản phẩm hãy liên hệ ngay website mattsaigon.com hoặc là hotline 0888 060688 để được tư vấn và đặt hàng ngay nha.